Tập 48. Mẹ, chuyện là Đạt Đạt đúng là tuổi con chuột. Tí 29. Không phải 40. Con bị điên rồi hay sao? Lớn hơn con 13 tuổi mà con cũng thích. Mẹ nói nhỏ đi, mẹ sợ người khác không nghe thấy sao? Mẹ nghe con nói, mẹ xem, con tuổi Sửu, ảnh tuổi Tý. Thầy bói nói rồi, hai tuổi này hợp nhau dữ lắm. Hợp cái đầu của con thì có. Con thử nghĩ coi, bạn trai của mẹ trở thành chồng của mẹ, bạn trai của con trở thành chồng của con. Hai người chồng đứng cạnh nhau bằng tuổi nhau, họ phải đối xử làm sao đây? Vậy phải làm sao đây? Gọi nhau như thế nào? Ai kêu mẹ tìm người nhỏ tuổi hơn mình? Ai kêu con kiếm người lớn tuổi hơn vậy? Con đi vệ sinh lát. Mẹ, mẹ ngồi đây đợi con nha. Đi nhanh chút đó. Em đang làm gì? Đang làm cái gì đó? Em đang ở trong phòng. Anh nghĩ chắc bây giờ mặt mày của em đang cau có, miệng thì đưa ra, tay chống cằm, ngồi ở bàn làm việc của em, nghĩ về công việc của mình. Làm sao anh biết? Không lẽ anh đặt máy theo dõi trên người em hay sao? Trái tim của anh đang ở chỗ của em, đâu cần đặt máy theo dõi làm gì đâu. Vậy anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không? Kính chào quý khách, xin mời. Alo. Chủ tịch. Dạ được. Dạ được. Bây giờ sao? Dạ. Vậy tôi sẽ tới ngay đây. Vậy mời vào trong. Chị Hoa. Trời ơi, làm tôi hết hồn. Cậu tới rồi hả? Tôi xin lỗi. Không sao hết, chỉ tới trễ một lát thôi, tôi không có giận đâu. Không phải chuyện này. Lúc nãy chủ tịch đột nhiên có chuyện gấp kêu tôi về công ty, có lẽ không thể dùng bữa với chị được. Tôi xin lỗi. Lần sau chúng ta lại hẹn. Tạm biệt. Tôi hình dáng của người đó sao giống Đạt Đạt vậy ta? Mình có nhìn lầm không vậy? Không phải ảnh nói là không tới được sao? Mẹ, con làm gì mà đi vệ sinh lâu quá vậy? Con đau bụng mà. Chú ấy đã tới chưa? Không tới được nữa. Hả? Chú cũng không tới được. Cái gì gọi là cũng không tới được nữa? Đạt Đạt cũng không tới được. Đột nhiên công ty lại có việc. Giống vậy. Hai người đó đúng là có duyên. Ngay cả công ty có việc cũng đúng lúc đi vào lúc này. Con còn ngồi đó làm gì? Đi thôi. Đi đâu vậy? Đi về nhà. Nếu như đã tới rồi thì ăn luôn ở đây đi. Con mời mẹ hả? Biểu diễn tiểu phẩm. Biểu diễn? Sao lại có chủ đề như vậy chứ? Người đại diện phải quay quảng cáo, chắc là muốn kiểm tra khả năng diễn xuất. Yêu cầu cao như vậy sao? Được rồi, con đừng xem nữa. Nhìn máy tính lâu sẽ hại mắt. Mẹ, mẹ vào nghỉ trước đi. Alo. Tiểu Phi.
Cái gì? Cùng nhau ăn tối? Ở đâu vậy? Được, vậy lát nữa gặp. Dạ mẹ, cô cũng nên chịu chút hình phạt rồi. Anh thấy như vậy có ổn không? À, tôi thấy mọi người, tôi về trước, vất vả rồi. Tạm biệt. Cái gì vậy? Không lẽ là gửi lộn? Làm sao vậy? Đa Mỹ, anh thấy em khác đi nhiều, xinh đẹp hơn đó. Có thể là do tôi đã trang điểm. Nếu muốn làm người đại diện sản phẩm, ít ra cũng phải bỏ ra công sức trong việc trang điểm. Chuyện này không liên quan tới trang điểm, mà ngày càng có mùi vị. Mùi vị? Dạo này tôi mới đổi loại nước hoa khác. Em đang đùa lại với anh sao? Anh chúc mừng em vào vòng chung kết. Cảm ơn. Không được, Nghi Lâm vừa mới giận mình xong, không được xông ra như vậy là bạn không vui. Tốt nhất xem kỹ tình hình rồi tính. Đúng rồi, hôm nay chuyện mà Văn Hinh đã làm, anh cũng đừng trách móc cô ấy. Cô thường có tính trẻ con. Anh thấy ấy nấy về những chuyện cô làm. Trước đó Văn Hinh không hề như vậy, nhưng anh không biết tại sao bây giờ lại trở nên khác hẳn nữa. Tôi nghĩ chắc là do cổ quá sợ đến mất anh. Nếu tôi vào công ty làm, hai chúng ta sẽ thường xuyên ở bên cạnh. Thì sẽ thế nào hả? Không có gì đâu, đều là chuyện trong quá khứ. Đa Mỹ à, anh xin lỗi. Anh luôn thấy ấy nấy đối với em. Là lỗi của anh. Không ai có lỗi với ai cả. Chắc có lẽ không có duyên phận thôi. Lúc đầu tôi rất ghét hai người, còn thề là sẽ trả thù. Nhưng sau đó bản thân tôi cũng nghĩ thông suốt, duyên phận là do trời sắp đặt, cho dù tranh giành thế nào cũng không thoát được số phận. Cho nên tôi tham gia cuộc thi chọn người đại diện lần này chính là muốn giúp bản thân bắt đầu lại từ đâu. Anh luôn cảm thấy có lỗi với em, cho nên bây giờ anh sẽ cố hết sức mình bù đắp lại, giúp đỡ em. Trực Nghi Lâm, anh là đồ ngốc sao? Anh không thấy cô đã đóng kịch sao? Tiểu Phi, trong khoảng thời gian bên cạnh anh, tôi được anh bảo vệ quá tốt, không vượt qua nổi một chút sóng gió. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng đã hiểu được, hạnh phúc quá dễ có được, vốn dĩ không phải là hạnh phúc. Chỉ có dung đắp bằng tấm lòng, hạnh phúc kiếm được bằng tấm lòng mới là hạnh phúc thật sự. Cho nên tôi quyết định quên hết những chuyện không vui, bắt đầu lại từ đầu. Vì bản thân mình, vì mẹ và cả anh tôi, vì hạnh phúc của họ, tôi cũng phải nỗ lực. Tiểu Phi, cảm ơn anh đã từng bảo vệ tôi. Bây giờ tôi phải trở thành người đại diện, cố gắng kiếm tiền để anh tôi và mẹ có thể sống cuộc sống tốt, không cần mỗi ngày mua những đồ ăn rẻ tiền, giờ cũng không cần lo tiền thuê nhà nữa. Điều tôi theo đuổi trở nên rất đơn giản, có đúng không? Chỉ cần cả nhà tôi có thể có cuộc sống đầy đủ, tôi thấy mãn nguyện rồi. Đa Mỹ à, anh xin lỗi. Cái gì mà xin lỗi chứ? Trần Nghi Lâm, rốt cuộc anh có đầu óc không? Sao lại mắc câu dễ dàng như vậy? Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Từ bây giờ trở đi, tôi phải quên hết mọi chuyện, chỉ nhìn về phía trước. Tiểu Phi, anh cũng đừng trách mình. Chỉ cần anh dạy Văn Hinh, Đường Đường, cả ba người có thể sống thật tốt là được rồi. Đường Đường, em biết không,
Đường đường ra đời không nằm trong kế hoạch của anh. Em nghĩ xem, nếu như không có đường đường, có khi anh sẽ không từ bỏ em kết hôn với Dân Hy. Nè. Đây. Em nghĩ xem, nếu như không có đường đường, có khi anh sẽ không từ bỏ em kết hôn với Dân Hy. Chị đứa con mới kết hôn với mình. Chị đứa con, nếu như anh biết được đường không phải con ruột anh, có phải anh sẽ ly hôn với em rồi trở về bên cạnh anh ra Mỹ không? Trường Nghi Lâm, anh thực sự không yêu em sao? Với ba, ba sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà, sẽ không quan tâm chúng ta nữa. Vậy tới lúc đó mẹ phải làm sao đi? Không được, mẹ nhất định phải nghĩ cách. Nghĩ cách níu kéo trái tim của ba. Ba không thể nào không có tình cảm với mẹ. Chắc chắn là do, chắc chắn do dạo này mẹ không làm tốt, làm ba ghét mẹ. Phải, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Cho nên bà mới nói những lời nói đó. Đường đường, con mau về phòng ngủ đi. Hả? Mau về phòng ngủ đi con. Nghi Lâm, sao anh về trễ vậy? Tiếp khách. Uống rượu sao? Đã uống một chút. Mau đi tắm đi. Nghi Lâm, anh kiếm tiền vất vả để nuôi gia đình, em đi làm đồ uống cho anh, hay anh muốn ăn gì không? Không cần gì hết. Bản thân em hãy làm ly mật ong uống đi. Mau đi tắm đi. Nghi Lâm, anh đang chê em hay sao? Nghi Lâm, chúng ta hãy sinh cho đường đường một đứa em nữa được không? Sao bây giờ em nhắc chuyện này? Bây giờ chúng ta có thể sinh đứa thứ hai. Chúng ta đã có điều kiện rồi. Hơn nữa, đợi tới khi chúng ta già, con cháu chạy quanh chúng ta thì tốt biết mấy. Được không Nghi Lâm? Cho dù muốn cũng không thể là bây giờ được. Em vừa mới vào công ty, tất cả mọi người đang chờ xem doanh số của em. Giờ em xin nghỉ dưỡng thai, em thấy thích hợp không? Nghi Lâm. Đủ rồi. Bây giờ chúng ta đừng bàn vấn đề này nữa, được không? Mau lên vào trong tắm đi. Được rồi. Đi. Nếu Lâm Đàm Mỹ được chọn, nhất định sẽ mê hoặc Nghi Lâm.
Không được, cho dù trời sập xuống tôi cũng không để cô trúng tuyển. Xin chào tất cả ban giám khảo, tôi là thí sinh số 9 Lâm Đa Mỹ. Được rồi, lần trước có biểu hiện rất tốt, hy vọng hôm nay cô sẽ phát huy tốt, lấy được thành tích tốt. Ừ, cảm ơn. Xin hãy để Lâm Đa Mỹ diễn kịch bản thứ ba. Được, lấy kịch bản thứ ba cho thí sinh đi. Được. Biểu diễn cảm xúc theo như kịch bản. Đây. Người đàn bà bị chồng bỏ. Sao Đa Mỹ lại có biểu hiện như vậy? Lâm Đa Mỹ, cô tự bỏ đi. Người đàn bà bị chồng mình bỏ, cô có thể biểu diễn được sao? Vết thương sắp lành của cô không những bị khoét ra lại mà còn dùng dao đâm những vết thương khoét qua khoét lại. Tôi cũng thấy đau cho cô. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn bỏ cuộc đi. Cô Lâm Đa Mỹ, cô Lâm Đa Mỹ à, có vấn đề gì sao? Sao vậy? Thôi, người tiếp theo đi. Không, tôi làm được. Thời gian quý báu, vậy hãy mau bắt đầu đi. Yêu cổ sao? Sao anh có thể, sao anh có thể che giấu em? Anh có biết em tin tưởng anh thế nào không? Không ngờ anh. Em đã từng nghĩ rằng cho dù tất cả đàn ông trên thế giới đều lăng nhăng, thích mới che cũ, nhưng chồng em thì sẽ làm đàn mỹ. Tôi nói cô nghe, lúc kết hôn tôi yêu cô, giờ tôi đúng nghĩa không yêu cô. Giờ tôi yêu Giang Hinh, bởi vì cổ luôn mới lạ. Còn cô không hề thay đổi, khờ khạo ngu ngốc. Không ngờ anh cùng vợ của anh em, chị dâu của anh. Lời kịch bản không phải như vậy. Lâm Đa Mỹ, rốt cuộc cô làm gì vậy? Em đã từng tin tưởng, cho dù tất cả đàn ông trên thế giới đều ngoại tình, anh cũng chỉ yêu mỗi mình em. Anh có biết cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội như thế nào hay không? Anh có biết lúc em phát hiện khoảng thời gian anh hẹn hò với chị dâu em, mỗi đêm em đều không thể chợp mắt nữa, anh có biết hay không? Anh không biết đâu. Anh mãi mãi không biết được. Trái tim bị tan nát, có cảm giác như thế nào? Anh mãi mãi không biết. Linh hồn như bị xé rách, có cảm giác như thế nào? Anh không biết. Anh không biết đâu. Anh không biết đâu. Anh không biết đâu. Tốt. Tốt. Cảm ơn ban giám khảo. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác lần này tôi hy vọng sẽ ngày càng thuận lợi hơn, sẽ có bước tiến dài về sau. Đây là dự án mà chúng tôi cảm thấy có tính cạnh tranh rất cao.
Tiếu Phi. À, tới rồi hả? Đúng rồi ông Diệp, để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi, Văn Hinh. Ông Diệp chào ạ. Biết cô. Cuộc thi kết thúc rồi đúng không? Lát nữa có phải sẽ công bố kết quả về người đại diện hay không đây? Đúng vậy, sắp rồi. Không biết kế hoạch tuyên truyền của chúng tôi có làm cho ông hài lòng không? Tôi rất hài lòng. Không ngờ kế hoạch tuyên truyền tốt hơn so với dự đoán. Có rất nhiều người mong chờ sự xuất hiện của sản phẩm Viên Mộng. Tốt. Ông hài lòng thì tôi yên tâm rồi. Nghi Lâm, đã có kết quả cuộc thi chưa? Anh không có mặt ở đó, anh không biết được. Mời ngồi. Được rồi, cảm ơn. Giám khẩu Dương này rốt cuộc sao vậy chứ? Nhận tiền của mình thì làm việc cho xong đi. Sao giờ lại không chịu nghe máy? Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, thay mặt cho Blovet và tập đoàn Phi Diệu, xin được cảm ơn những vị khách có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Không bao lâu nữa, Blovet sẽ tung ra đại trà sản phẩm thuộc dòng Viên Mộng. Còn người đại diện cho dòng sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn dán màn giấc mộng đẹp. Tiếp theo đây, xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón người đã đánh bại 1000 thí sinh nổi bật nhất, xuất sắc nhất, người mẫu của chúng ta. Cảm ơn tràng pháo tay của mọi người. Có thể được làm đại diện thương hiệu cho sản phẩm Lopez, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Ở đây tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi, người yêu tôi và người tôi yêu. Đặc biệt phải cảm ơn những người đã vô tình giúp đỡ cho tôi. Không có họ thì sẽ không có Lâm Na Mỹ ngày hôm nay. Cuối cùng tôi muốn nói, tôi sẽ cố hết sức mình, cống hiến tất cả sức lực của mình cho Blovest, giúp những người chọn Viên Mộng hoàn thành ước mơ tình yêu của mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Đà Mỹ đã dở trò gì trong đó? Sao cô có thể đứng thứ nhất? Nghĩ Lâm, sao vậy? Anh không thấy rất đáng nghi sao? Đáng nghi cái gì chứ? Lâm Đa Mỹ trở thành người đại diện. Thí sinh nhiều như vậy, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, Lâm Đa Mỹ có tư cách gì mà trúng tuyển chứ? Chỉ xinh đẹp dễ thương vẫn chưa đủ. Lâm Đa Mỹ chắc chắn có chỗ nào đó hơn người ta rồi. Cô có chỗ nào hơn người ta hả? Nói không chừng nhất định là vì Diệp Nam Định. Cổ và Diệp Nam Định thường ngày có mối quan hệ mờ ám, cái nhưng họ làm như không có chuyện gì. Thật ra giống dĩ có mối quan hệ không chính đáng. Nhất định do anh ta muốn giúp Lâm Đa Mỹ, cho nên đã sắp xếp cho cổ làm người đại diện. Không thể nào, Diệp Nam Định không có quyền làm chuyện này. Tiếu Phi, Đa Mỹ, Văn Hinh, chúc mừng cô. Cảm ơn. Dự án Viên Mộng là dự án của ba tôi, tôi có thể tham gia vào, đối với tôi mà nói là một chuyện rất vui mừng. Nhưng mà sau này phải gặp nhau thường xuyên, anh không bận tâm chứ? Không đâu, dĩ nhiên không rồi. Vậy thì tốt rồi. Cẩn thận đó. Nhanh lên. Cẩn thận, đừng có để té. Nhanh lên. Con yêu, hết sức rồi, mệt rồi. Nè, đường đường xuống đây để bà nghỉ ngơi, bà mệt rồi. Ăn cái cây đi, để bà nghỉ ngơi một lát hả? Ừ. À. Ow. Đây nè, đút bà ăn đi. Lâm Đa Mỹ, không ngờ còn dám quên quan trước mặt mình. Làm người đại diện thì giỏi lắm sao? Tôi không thể để cô tiếp tục đạt được ý muốn.
Tướng Khảo Dương, sao hôm nay ông không bắt máy? Sao Lâm Nam Mỹ lại trở thành người đại diện? Ông lấy tiền của tôi sao không làm gì chứ? Tôi đã cố hết sức rồi, đều làm theo lời cô nói. Nhưng đây không phải là chuyện mà một mình tôi có thể quyết định được. Không được, tôi mặc kệ ông thế nào. Lúc trước ông nhận tiền của tôi còn tự tin thề Lâm Nam Mỹ không trở thành người đại diện được. Số tiền còn lại tôi không đưa cho ông đâu. Tôi đã làm theo điều cô nói rồi. Chuyện trở thành như vậy cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Cô mau đưa cho tôi số tiền còn lại như đã nói trước đi. Nè, ông có nói lý lẽ không vậy? Tôi... Em làm gì vậy? Anh... không có. Gọi điện thoại thôi. À... Đường Đường... Đường Đường sao chứ? Càng ngày càng không giống anh. Sao, sao lại không giống? Sao nó lại dễ thương vậy chứ? Do thường đi theo em sao? Mỗi lần anh chơi với nó đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng đó, con ruột của mình mà, dĩ nhiên càng nhìn càng thấy thích. Đúng vậy, trẻ con là con ruột sẽ tốt hơn. Để sau này nó lớn lên, chúng ta cho nó làm ngôi sao được không? Đúng rồi, hôm nay anh kêu cậu Đổng đi điều tra ban giám khảo. Điều tra cái gì? Không phải em muốn anh điều tra sao? Em nói Dịp Nam Định có thể mua chuộc ban giám khảo. Anh nói cho em nghe, cho dù là Lâm Đa Mỹ hay là Dịp Nam Định, ai mua chuộc ban giám khảo, anh sẽ rất nhanh điều tra được thôi. Nghi Lâm, hay là đừng điều tra nữa. Thực ra anh đã suy nghĩ, tốt nhất cứ nên điều tra thử. Nếu Dịp Nam Định hay Lâm Đa Mỹ đang có ý đồ gì đối với công ty của anh mà anh không biết, sẽ bị họ lừa ngược lại anh thì sao đây hả? Nhưng mà điều tra được thì có thể làm gì? Kết quả cũng không thay đổi được. Sao em lúc thì ý này lúc thì ý khác vậy hả? Người nghi ngờ Lâm Đa Mỹ cũng là em, không cho điều tra Lâm Đa Mỹ cũng là em. Dù sao chuyện này anh đã kêu cậu Đổng điều tra rồi. Ai... anh đi tắm đi. Sao lại như vậy? Lỡ chuyện mình mua chuộc giám khảo bị điều tra ra, Nghi Lâm nhất định sẽ nổi giận với mình nữa. Hãy mau gửi nốt số tiền còn lại, nếu không tự chịu hậu quả. Loại người gì vậy chứ? Làm chuyện không xong mà cứ đòi tiền. Ra ngoài gặp nhau đi, tôi đích thân đưa tiền cho. Xin lỗi, làm phiền mọi người, tạm dừng hết mọi công việc. Tôi xin được giới thiệu người đại diện của dự án Viên Mộng, cô Lâm Đa Mỹ. Thật ra không cần tôi giới thiệu, đa số mọi người ở đây đều quen biết cổ đúng không? Cảm ơn mọi người. Bây giờ tôi được xem như là người mới, sau này tôi có chuyện gì không biết, mong mọi người giúp đỡ cho. Dự án Viên Mộng lần này do chúng ta hợp tác với tập đoàn Phi Diệu, cho nên đã mượn một số người ưu tú từ tập đoàn Phi Diệu giúp đỡ công việc. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác thật tốt. Kiki, trưởng bộ phận Văn đâu? Làm sao em biết được? Vậy một lát em xếp chỗ ngồi cho Đa Mỹ đi. Một lát sau khi ổn định chỗ ngồi xong tới phòng của tôi nha. Được. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Cô ngồi đây đi. Ừ, cảm ơn. Mời vào. Ngồi đi. Cũng tốt đó. Sao hả, cảm thấy thế nào? Ừ, cũng khá tốt. Đều là người quen, cảm giác rất thân quen. Đã gặp Văn Hình chưa? Vẫn chưa nữa. Có thể cô hơi khó tiếp xúc, nhưng mà anh tin em có thể giải quyết tốt chuyện này. Anh yên tâm, em sẽ không xảy ra mâu thuẫn với cô. Đúng rồi, bên đó có phòng nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi có thể qua bên đó uống gì đó. Ừ, được rồi. Tại sao không gõ cửa? Ký tên.
Ký cái gì? Ký tên đó. Cái này là cái gì? Em xin lỗi, em lấy lộn rồi. Chính là cái này. Đây là số tiền gấp đôi số tiền còn lại. Sao lại đưa tôi gấp đôi? Hãy nói với chủ tịch Trần, cái này do Lâm Đa Mỹ đưa ông. Vị trí người đại diện do Lâm Đa Mỹ dùng số tiền này mua về. Để hiểu chưa? Chuyện này... Theo phóng viên đưa tin, gần đây cảnh sát Thanh Thành đã phá được đường dây lừa đảo trang sức. Nghi phạm đã dùng thủ đoạn tinh vi, dùng giả đổi thật, chuyên nhắm vào người có địa vị trong xã hội để lừa đảo. Trang sức chỉ với giá 100 lừa được số tiền lên tới mấy triệu. Bây giờ vụ án đang được điều tra, mấy kẻ chủ mưu đã bị bắt. Cảnh sát đặc biệt nhắc nhở tất cả người dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối đừng bị lừa gạt. Tiếp theo đó là một số tin khác của đài. Trời ơi, trời ơi, tôi không muốn sống nữa. Trời ơi, làm sao đây? Tôi không muốn sống nữa. Chuyện gì vậy? Tiền của tôi đã xài rất nhiều tiền rồi, phải làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi bị lừa. Bị lừa đó. Có mấy trăm đồng thôi, tôi phải tốn mấy triệu mua. Tôi không muốn sống, không muốn sống nữa. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi cái gì chứ? Đó là tiền tiết kiệm cả đời của tôi, tất cả tài sản của tôi. Còn tưởng có thể kiếm được chút lời, bây giờ không còn gì nữa. Thôi kệ đi, con của chị giàu như vậy, số tiền ít ỏi này đâu có là cái gì đâu. Hơn nữa chị khóc, tiền cũng đâu có thể lấy lại được đâu. Chị đang nói cái gì vậy hả? Tôi mất hết tiền mà không được khóc hay sao? Tôi khóc đó. Khóc đi, khóc hết sức, khóc nhiều lên, gác sức mà khóc đi. Nhà gì mà kỳ hả? Con dâu khóc xong tới mẹ chồng khóc, mẹ chồng khóc xong tới con dâu khóc. Gia đình này không lúc nào yên tĩnh hết. Khóc đi, khóc cho đã đi. Uống trà. À được. Có chuyện gì ông cứ nói thẳng, đừng lo lắng gì hết. Là như vậy. Thật ra thì tôi không biết nên nói thế nào, có nên nói ra hay không. Cứ nói thành thật ra đi. À được. Cái này do Lâm Đa Mỹ đưa cho tôi trước cuộc thi. Cái gì? Tôi đã nói là không lấy gì hết, cô cứ lén lút nhét cho tôi. Nhưng mà lúc đó cuộc thi cũng sắp bắt đầu, tôi không có kịp trả lại cho cổ. Nhưng mà không ngờ cô đã thật sự trúng tuyển. Số tiền này tôi không biết nên làm thế nào. Cuối cùng vẫn quyết định giao số tiền này cho anh. Có lẽ cô cũng đồng thời mua chuộc những giám khảo khác đó. Ông làm rất đúng. Alo, Đường Đường. Mẹ đã đi làm rồi, sao vậy? Bà đang khóc hả? Đường Đường, mẹ không nói với con nữa, con ngoan nha. Hả? Phiếu hẹn khám phụ khoa. Lâm Đa Mỹ, cô tới đây làm gì? Với vai trò là người đại diện sao? Sao cô vui mừng vậy? Đường Đường có em rồi sao? Liên quan gì đến cô? Người đang mang thai không có được bức xúc như vậy. Phải duy trì tâm trạng thoải mái, nếu không không tốt cho em bé đâu. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng mỗi ngày nhìn thấy mặt cô cũng không thể thoải mái được. Lâm Đa Mỹ, chúng ta nói điều trong lòng ra đi. Cô cố tình vào công ty rốt cuộc vì cái gì? Có phải cô vẫn yêu Tứ Phi? Cô cố tình mê hoặc ảnh? Sao vậy? Sợ tôi cướp mất ảnh hả? Thì ra cô thiếu tự tin như vậy. Cô... phải, cô quá tự tin.
Hy vọng sự tự tin của cô sẽ duy trì tới ngày mai. Anh tìm tôi có chuyện gì? Sao vậy? Anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Đại Mỹ à, có một chuyện anh vẫn muốn trực tiếp nghe em nói với anh. Chuyện gì vậy? Cái này là cái gì? Giám khảo Dương đưa cho anh. Hả? Ông đã nói hết với anh rồi. Ông đã nói gì với anh? Cái này có liên quan gì đến tôi chứ? Đại Mỹ à, em dùng tiền mua chuộc giám khảo Dương trở thành người đại diện, đúng không? Số tiền này Diệp Nam định đưa cho em sao? Em muốn làm người đại diện thì cứ trực tiếp tới tìm anh đây nè. Bây giờ em tạo ra nhân chứng vật chứng, anh muốn chứng minh cho em trong sạch. Nhưng mà rất khó cho anh. Anh đang nói tôi hối lộ giám khảo sao? Nếu tôi thật sự làm những chuyện như vậy, anh sẽ xử lý tôi thế nào? Để không làm cho em khó xử, hay là em tự từ chức đi. Vậy phải làm sao đây? Xem ra Văn Hinh phải đưa ra đơn từ chức rồi. Cô nói vậy là sao? Cá nhân họ làm như không có chuyện gì, thật ra vốn dĩ có mối quan hệ không chính đáng. Nhất định do anh ta muốn giúp Lâm Đan Mỹ, cho nên đã sắp xếp cổ làm người đại diện. Alo, Nhã Nam, mình muốn nhờ bạn một chuyện. Người mua chuộc giám khảo là Văn Hinh. Trần Tiểu Phi, làm sao đây? Có muốn Văn Hinh từ chức không? Đại Mỹ à, anh xin lỗi, hiểu lầm rồi. Chuyện mang thai không phải là cô muốn thì được đâu. Thời gian tránh thai lâu cũng xảy ra tình trạng như vậy. Cô đi về thư giãn tâm trạng, để ý đến kỳ kinh nguyệt, tiếp tục quan sát đi. Đối xử với anh tốt như vậy, anh sẽ không thèm nhìn Lâm Đan Mỹ nữa. Đã trễ như vậy rồi, sao vẫn còn chưa về? Ông xã, anh về rồi hả? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em tự nhìn đi. Em có từng nghĩ nếu chuyện này bị Lâm Đan Mỹ tiết lộ ra bên ngoài thì hậu quả sẽ ra sao không? Hả? Mỗi ngày anh đều cố gắng hết sức để bảo vệ hình tượng của tập đoàn Phiêu Diệu, em thì cứ làm mất mặt nó. Nghi Lâm, cái này do Lâm Đan Mỹ và người giám khảo đã hại em. Hãm hại? Nếu em không làm gì sai, người khác làm sao có thể hãm hại em? Em mấy tuổi rồi, đừng có ấu trĩ nữa được không vậy hả? Em ấu trĩ? Tại sao em lại ấu trĩ chứ? Em ấu trĩ như vậy cũng đều tại anh thôi. Những chuyện em làm cũng đều vì anh. Em vì anh có thể làm tất cả mọi chuyện. Anh tự xem đi, anh xem đi những thứ em đã chuẩn bị cho anh. Lúc anh đi làm về không hỏi han em một câu, để biết chửi mắng em tơi bời như vậy. Anh nói cho em nghe, anh vẫn còn yêu em không? Vẫn còn yêu em không hả? Anh chỉ thấy gì nói đó thôi. Em nói mấy chuyện khác làm gì? Lâm Đa Mỹ, nếu cô nói chuyện này ra bên ngoài, mấy trăm ngàn nữa đặt hàng sẽ bị hủy hết. Ai sẽ gánh vác đi? Nếu như để Diệp Nam Định biết, anh nghĩ anh thế nào hả? Diệp Nam Định, Diệp Nam Định, suy nghĩ của Diệp Nam Định quan trọng vậy sao? Hay là điều anh quan tâm là suy nghĩ của Lâm Đan Mỹ? Em có nói lý lẽ không vậy hả? Em không nói lý lẽ. Ở trong lòng của anh, Lâm Đan Mỹ mãi mãi tốt hơn em. Được thôi, dạ sống chung với cổ luôn đi. Anh đừng có lo cho em nữa.
Em có thể hiểu cho anh một chút không? Hả? Em có nghĩ rằng anh kia đang lo cho em? Bây giờ em cũng là quản lý công ty này. Nếu chuyện này được công bố, anh xử lý em ra sao đây? Sau này em làm ơn nghĩ cho mọi người trước đi, được không vậy? Ngày mai đi xin lỗi Lâm Đa Mỹ đi. Cô có tư cách gì? Em không đi, dù chết cũng không đi. Lần trước chuyện em gây ra, anh phải chịu trận từ Diệp Nam Định. Lần này chúng ta là đơn vị hợp tác, Lâm Đa Mỹ là đại diện cho sản phẩm của ảnh. Nè, em có thể nào đừng nghĩ tới lòng tự trọng của mình được không vậy? Em không đi, dù chết cũng không đi mà. Nhìn một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không hiểu đạo lý đó hay sao? Em hiểu những đạo lý này. Nhưng em không thể xin lỗi Lâm Đa Mỹ. Em không muốn xin lỗi. Chuyện công, chuyện tư không được lẫn lộn với nhau. Đừng ép em. Anh đừng ép em mà. Vậy anh nói em nghe. Giờ anh lấy tư cách chủ tịch ra lệnh cho em. Em phải đi. Rốt cuộc em có đi không? Em có đi không? Con đang làm gì vậy? Thiết kế trang web. Đơn hàng trước đó phải làm xong cho người ta. Vậy sau này còn làm không? Con cũng đã về công ty làm rồi, chắc cũng hết thời gian nhận làm thêm. Con cũng biết, chắc chắn không làm nổi. Đây là đơn hàng cuối cùng. Cái này làm xong thì sẽ đóng trang web luôn. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.